Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ kinh nghiệm cùng Thủ Khoa. Và đây là chương trình dành riêng cho môn tiếng Anh. Chủ đề của chúng ta tuần này là về câu điều kiện và mình là Cao Nhân Trung. Mình xin lỗi nha. Thì trước tiên, trước khi chúng ta muốn làm được bài tập thì mình xin được điểm qua một chút lý thuyết về câu điều kiện trong tiếng Anh nhá. Thì chúng ta sẽ hiểu câu điều kiện trong tiếng Anh là gì. Mình lấy ví dụ như trong tiếng Việt chẳng hạn, đôi khi chúng ta có những đoạn câu ví dụ như là giá như mà, ước gì mà. Đấy, thì những câu như vậy, hoặc là những câu đơn giản như nếu thì chẳng hạn, thì những câu như vậy thì chúng ta đặt ra một giả thiết. Và nếu như mà cái giả thiết đấy được thỏa mãn thì chúng ta sẽ có sự việc, chúng ta sẽ có hành động gì. Đấy, thì những cái câu như vậy trong tiếng Việt tuy không có tên gọi nhưng xét về cùng bản chất thì chúng so với câu điều kiện trong tiếng Anh thì hai loại câu này đều có một bản chất. Và khi mà mình đã lấy ví dụ về cái dạng câu trong tiếng Việt như vậy thì có lẽ là các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn câu điều kiện trong tiếng Anh là gì. Thì mình xin được nhắc lại là câu điều kiện trong tiếng Anh là một câu mà khi mà chúng ta đặt ra một giả thuyết hoặc là một giả định chẳng hạn, thì cái giả định đó nếu như mà được thỏa mãn thì hành động hoặc sự việc nào được sẽ xảy ra. Với cái định nghĩa như vậy, trong câu điều kiện thì chúng ta sẽ có cấu trúc của câu điều kiện như sau. Cấu trúc cơ bản của câu điều kiện sẽ là gồm hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất, chúng ta sẽ đi với từ if, có nghĩa là nếu. Và sau if sẽ là một chủ ngữ và cộng một động từ. Ở đây là cộng các thành phần khác của câu. Sau hai mệnh đề được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy, hoặc chúng ta có thể ở đây bằng từ then, tức là nếu thì, then ở đây có nghĩa là thì cái từ then này chúng ta không hay được gặp, tuy nhiên thì nó vẫn được dùng trong tiếng Anh. Sau mệnh đề if thì chúng ta sẽ đến với mệnh đề chính. Xin lỗi, đây là subject 1 và đây là verb 1, thì đây sẽ là subject 2 và verb 2 cộng với các thành phần phụ khác của câu. Đây là cấu trúc cơ bản của câu điều kiện. Vậy thì câu điều kiện sẽ chia ra làm câu điều kiện đi với if sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất người ta gọi là câu điều kiện loại 1, là câu điều kiện thể hiện một cái mong muốn, một cái ước muốn hoặc là một cái giả định mà có thể, có khả năng là sẽ xảy ra trong tương lai. Thì mình lấy ví dụ chẳng hạn, nếu như mà ngày mai trời không mưa thì tôi sẽ đi chơi. Đấy, if it doesn't rain tomorrow I will go out. Thì đây, rõ ràng cái hành động mà tôi đi chơi và hành động mưa này, cái sự việc mưa này nó chưa xảy ra, và chúng ta có thể đặt đây là một câu giả định hay còn gọi là một câu điều kiện. Thì nếu như mà có điều kiện này, có điều kiện là it doesn't rain thì sẽ có hành động là will go out. Và đây chính là cách dùng cho câu điều kiện loại 1, type 1. Vậy thì câu điều kiện loại 1 có đặc trưng gì? Nhìn vào ví dụ này chúng ta có thể thấy được đặc trưng của câu điều kiện. Tất nhiên, cấu trúc của nó sẽ phải phù hợp với cấu trúc chung của câu điều kiện như trên. Còn động từ của nó thì sao? Ở với if, ở mệnh đề if, động từ của nó được chia ở hiện tại đơn. Còn ở mệnh đề chính, nó sẽ được chia ở will go, có nghĩa là tương lai. Thì ở đây là tương lai đơn, tuy nhiên trong câu điều kiện loại 1, tùy theo từng trường hợp mà các bạn
đặt ra giả định và đặt ra sự việc thì các bạn sẽ chọn thì tương lai phù hợp cho mình, thích hợp cho mình. Ở đây là tương lai đơn nhưng chúng ta có thể dùng tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành tiếp diễn. Mình giả sử mình lấy một ví dụ nhá. Nếu như mà ngày mai trời không mưa đi thì vào lúc 8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ có mặt ở trường. Ví dụ if it doesn't rain tomorrow I will be present at school at 8 o'clock. Đấy. Thì câu này khác với câu trên ở đâu? Mình xin lỗi, mình xin thay từ present bằng từ studying đi. Là tôi sẽ đang học. Nếu như mà ngày mai không mưa thì tôi sẽ đi học. Thì ở đây chúng ta phân biệt được hai cái dạng câu này của, không phải, xin lỗi, không phải hai dạng mà hai cái câu này của câu điều kiện trong tương lai. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ đây là tương lai tiếp diễn và tương lai đơn. Thì cái bản chất, về bản chất thì nó đều là một câu điều kiện trong thể hiện một cái sự việc trong tương lai. Tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ chỉ là về bản chất giữa tương lai đơn và tương lai tiếp diễn. Thì tương lai tiếp diễn thể hiện một hành động mà có cái sự chắc chắn xảy ra cao hơn so với tương lai đơn. Vì vậy chúng ta sẽ nói là will be studying. Ở câu thứ nhất thì nếu như mà trời không mưa thì tôi sẽ ra ngoài, tôi có thể sẽ ra ngoài hoặc tôi không ra ngoài cũng chẳng sao, đúng không? Nhưng mà nếu như mà câu thứ hai, ngày mai mà trời không mưa thì tôi chắc chắn sẽ ở trường vào lúc 8 giờ. Và đấy chính là sự khác nhau giữa thì tương lai đơn và thì tương lai tiếp diễn. Thì mình xin được điểm qua một chút đây, chứ còn hai cái thì này không ảnh hưởng gì đến cấu trúc của một câu điều kiện. Đấy. Và câu điều kiện này thì được gọi là câu điều kiện loại 1. Với ý nghĩa, với tác dụng của nó là sử dụng mà một mong muốn trong tương lai, sử dụng để miêu tả một mong muốn trong tương lai. Có loại 1 rồi thì chắc chắn sẽ có loại 2 đúng không ạ? Type 2. Mình lấy ví dụ về một câu điều kiện loại 2 nhá. Trước hết thì mình xin phép được đề cập đến là câu điều kiện loại 2 được dùng để thể hiện một cái để đặt ra một giả thiết mà nếu như giả thiết đó được thỏa mãn thì một hành động sẽ được xảy ra ngay tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như sau. Ngay tại thời điểm hiện tại thì ông Obama đang nắm quyền tổng thống đúng không ạ? Thì nếu như mà ông Obama không làm tổng thống, if Mr. Obama were not the president of USA, the discrimination would be worse. Tức là nếu như tại thời điểm hiện tại mà ông Obama không là tổng thống của, không phải là tổng thống của nước Mỹ, thì cái việc phân biệt chủng tộc có thể là sẽ diễn ra một cách tồi tệ hơn. Đấy, thì ở đây hiện tại là chúng ta biết là Obama là đang làm tổng thống, nhưng chúng ta đặt ra một điều kiện là ông ta không phải tổng thống. Và nếu như mà cái điều kiện này được thỏa mãn thì cái sự việc nào được xảy ra, và sự việc được xảy ra là sự việc ở bên dưới này. Và đấy, và câu điều kiện loại 2 là được dùng như vậy, được dùng để miêu tả một cái sự việc mà xảy ra trong không có thực cử hiện tại, nhưng nếu cái giả định được đặt ra thỏa mãn thì cái hành động đấy nó sẽ xảy ra. Và động từ ở câu điều kiện loại 2 sẽ là dùng quá khứ đơn ở mệnh đề if, và dùng would cộng với một verb không, một verb nguyên, một động từ nguyên mẫu ở mệnh đề chính của câu. Tại sao đây chúng ta lại dùng were mà ông Obama thì là chỉ có một, là số ít? Bởi vì đây chúng ta
rõ ràng cái điều kiện này là không có thực, cho nên chúng ta gọi điều kiện này là điều kiện giả định. Mà đã là giả định thì chúng ta sẽ giả định luôn là tất cả những cái chủ ngữ ở đây đều là số nhiều, và chúng ta sẽ đi với động từ số nhiều. Vì vậy chúng ta còn gọi quá khứ ở đây là quá khứ giả định. Quá khứ giả định có nghĩa là to be sẽ luôn luôn được, to be sẽ luôn luôn được đưa về were, cho dù chủ ngữ là số ít hay số nhiều, thì chúng ta gọi đấy là quá khứ giả định. Sang điều kiện, sang câu điều kiện loại 3, type 3. Câu điều kiện loại 1 là thể hiện một mong muốn, một ước muốn trong tương lai. Điều kiện loại 2 thì liên quan đến hiện tại. Còn điều kiện loại 3 dĩ nhiên nó sẽ liên quan đến quá khứ. Tức là cái hành động, một cái hành động nào đó chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nhưng nếu chúng ta đặt ra một giả thuyết của chúng ta, thì cái hành động đó có thể nó đã không xảy ra. Mình lấy ví dụ như là nếu như mà ông Hitler được sinh trước công nguyên, thì có thể là chiến tranh thế giới đã không xảy ra. If Mr. ông Hitler had been born before Christ, there would not have been have had what war. Thì đây, chúng ta có câu điều kiện là đặt ra cái giả thuyết ông Hitler được sinh ra trước công nguyên, before Christ, hay viết tắt là BC nhá. Chúng ta hiểu BC trong tiếng Anh có nghĩa là trước công nguyên. Ông Hitler được sinh ra trước công nguyên. Rõ ràng trong quá khứ ông Hitler được sinh ra ở thời hiện đại, thời 1900 mấy đấy, mình cũng chả nhớ rõ nữa. Nhưng mà chúng ta đặt ra cái giả thiết này là giả thiết trái với quá khứ. Và nếu như mà giả thiết này được thỏa mãn, thì cái hành động này đằng sau sẽ xảy ra. Đó là hành động, đó là sự việc là không có chiến tranh thế giới. Và đấy là cách dùng của câu điều kiện loại 3. Và động từ của câu điều kiện loại 3 thì sao? Chúng ta sẽ dùng với, đây là quá khứ hoàn thành. Còn đây, còn ở mệnh đề chính thì chúng ta sẽ dùng với một modal verb. Chúng ta có thể dùng với would, chúng ta có thể dùng với could, hoặc là might, should, vân vân, cộng với một have, và đây là past participle, có nghĩa là động từ ở dạng quá khứ. Và đây chính là ba cái cấu trúc đặc trưng của câu điều kiện. Và về phần câu điều kiện thì không chỉ có mỗi if đâu các bạn ạ. Câu điều kiện nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều, rất là nhiều cái cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên if là một trong những cái cấu trúc mà cơ bản nhất của câu điều kiện. Với cái sự đa dạng của câu điều kiện như vậy thì mình xin phép được chia cái chủ đề câu điều kiện ngày hôm nay thành 3 phần. Và mỗi phần đấy sẽ tương ứng với một buổi khác nhau. Buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi với if, là những cái phần mà mình đã nói ở đây. Buổi thứ hai, tức là vào thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ đi với cấu trúc là would rather và câu điều ước wish. Và buổi thứ ba thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút về các dạng điều kiện còn lại, cũng là câu điều kiện thôi, nhưng mà nó xuất hiện, nó tồn tại ở một cái dạng khác, nó mặc một cái áo khác, nhưng mà bên trong thì nó vẫn là câu điều kiện. Và ở buổi thứ ba thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một chút nữa về phần đảo ngược của câu điều kiện. Và bây giờ thì mình xin phép được đi vào chữa đề ngày hôm nay nhá. Câu số 1. Câu số 1 thì dấu hiệu nhận biết khá là đơn giản. Chúng ta có từ can. Ở câu điều kiện loại 1,
chúng ta biết rằng là cái động từ ở trong mệnh đề if là chúng ta chia thành hiện tại đơn, hoặc là chúng ta có thể dùng can, cũng có thể dùng can được. Và vì vậy câu số 1 chúng ta sẽ chọn điều kiện loại 1. Và đáp án của câu số 1 là A, I will never mention. Câu số 2 chúng ta có dấu hiệu nhận biết là từ now ở cuối câu. Và từ now ở đây thì sao? Từ now ở đây có nghĩa là bây giờ thì. Câu được cái vế đằng sau của câu điều kiện này sẽ phải là một câu, sẽ phải là một sự việc mà không xảy ra tại thời điểm hiện tại. Và vì nó là now cho nên chúng ta sẽ phải chọn đó là would not be. Bạn sẽ không ở trong một cái tình trạng rối rắm như bây giờ, rối rắm như đang hiện tại. Tuy nhiên thì cái động từ ở đằng trước là từ do, có nghĩa là làm. Thì tại sao chúng ta lại có ở đằng sau họ lại cho chúng ta từ now? Không phải vì là một trường hợp ngẫu nhiên đâu. Ở đằng trước chúng ta có từ do, thì chúng ta phải hiểu được rằng là nếu như mà bạn đã làm như tôi hướng dẫn, bạn đã làm như tôi hướng dẫn thì cái hành động này là chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và bạn đã làm như tôi trong hướng dẫn, làm như thế trong quá khứ thì hiện tại thì bây giờ bạn sẽ không ở trong một cái tình trạng hỗn loạn. Và vì vậy chúng ta sẽ phải chọn thì của động từ trong mệnh đề if phải là quá khứ hoàn thành. Bởi vì sao? Bởi vì cái hành động đấy đã được hoàn thành trong quá khứ rồi. Và hành động trong mệnh đề chính mới chính là hành động mà không xảy ra trong hiện tại. Thì chúng ta mới chọn would not be. Còn hành động trong mệnh đề if chúng ta phải chọn là had done. Và D chính là đáp án của câu số 2. Câu số 3. Chúng ta có dấu hiệu would have punished. Tức là đây là một câu điều kiện loại 3. Và vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu số 4 cũng tương tự câu số 3. Chúng ta sẽ có đáp án của câu số 4 là đáp án D, would have had. Câu số 5 chúng ta có một cái biến thể của câu điều kiện nó khá là khác. Cũng không hẳn là khác nhưng mà có thể nó gây cho chúng ta một chút nhầm lẫn chẳng hạn. Đấy, thì câu số 5 chúng ta tạm hiểu nghĩa của nó như là cảm ơn Chúa vì cô ấy đã không phải là vợ của bạn. Hãy tưởng tượng rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ ra sao nếu như mà cô ấy là vợ của bạn thật. Và cái việc mà cô ấy làm không là vợ của bạn là một cái việc mà đang xảy ra trong hiện tại. Và vậy chúng ta đặt ra điều kiện là if she, nếu cô ấy là vợ của bạn thì cái điều kiện đấy phải nằm ở trong hiện tại. Và vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C, tức là câu điều kiện loại 2, câu điều kiện dùng cho hiện tại. Hãy tự tưởng tượng rằng là mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào nếu như mà cô ấy là vợ của bạn. Đấy. Và câu số 5 đáp án của chúng ta là C nhá. Câu số 6 cũng có từ right now. Và từ này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải chọn câu này là câu điều kiện loại 2, điều kiện dùng cho hiện tại. Câu số 7 cũng rất là đơn giản. Câu số 7 và câu số 8. Câu số 7 thì chúng ta có từ would be less, would be tức là một câu điều kiện loại 2 đấy. Thì ở đằng sau trong mệnh đề if chúng ta sẽ dùng với quá khứ đơn là từ spoke và A chính là đáp án của câu số 7. Câu số 8 cũng khá là đơn giản, would have brought thì đáp án của chúng ta sẽ là C, hadn't been studying. Câu số 9 thì nó không nằm trong một, nó không làm loại nào trong ba loại trên. Vậy thì câu số 9 nó có một dạng khác nữa mà dạng này chúng ta cũng thường gặp. Tuy là không hay gặp bằng ba loại này nhưng mà chúng ta cũng sẽ khá là hay gặp trong tiếng Anh. Hay bất kể là ngôn ngữ nào nhưng là tiếng Việt cũng thế. Chúng ta rất có thể sẽ dùng đến câu là kiểu loại này. Ví dụ mình nói nếu như mà ở 100 độ C thì nước sẽ sôi. Ví dụ if the temperature
is 100 Celsius degree water boils. Thì đây là câu được, nếu như nhìn ở đằng phía đằng trước thì chúng ta sẽ khẳng định đây là câu được kiểu loại 1. Tuy nhiên ở đằng sau chúng ta sẽ băn khoăn rằng tại sao cái từ này không phải là will boil mà là boils. Bởi vì đây chính là một câu điều kiện, đây là một câu thể hiện cái sự thật hiển nhiên là ở 100 độ C thì nước sẽ sôi. Vì vậy chúng ta sẽ dùng ở đây là thì hiện tại đơn, ý chỉ rằng cái điều này là điều chắc chắn nhất, chắc chắn là ở 100 độ C chắc chắn là nó sẽ sôi. Và cái thì hiện tại đơn này thể hiện cái sự một chắc chắn 100% là như vậy. Và vì thế chúng ta sẽ có câu điều kiện loại 0 type euro. Thế câu điều kiện loại 0 này có cái dạng của nó khá là nhiều. Chúng ta sẽ có một dạng nữa, đó là if cộng. Dạng thứ nhất là như này nhá. Dạng thứ nhất là thể hiện một sự thật hiển nhiên thì đằng sau là chúng ta sẽ có một hiện tại đơn. Dạng thứ hai, chúng ta sẽ có if cộng subject cộng verb và đằng sau sẽ là một động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu cộng với các thành phần phụ khác của câu. Thì các bạn thấy rằng là cái về thứ hai này giống câu nào trong tiếng Anh? Câu mệnh lệnh. Chính là câu mệnh lệnh. Ví dụ như mẹ nói với chúng ta rằng là do it yourself, hãy tự làm nó đi. Hãy tự làm việc của con đi, do it yourself. Đấy, thì đây chính là động từ và đây chính là thành phần khác của câu. Trong câu này không có chủ ngữ. Và vậy chúng ta sẽ có câu này là câu mệnh lệnh. Và trong câu điều kiện loại 0 cũng có dạng như thế này. Tức là cái điều kiện này đặt ra được thỏa mãn thì cái hành động này là phải được làm ngay lập tức. Áp dụng vào câu số 9. Câu số 9 chúng ta sẽ có là nếu như mà ai đó bước vào thì hãy cười và nói rằng là tôi có thể giúp gì cho bạn hay không. Đấy thì câu điều kiện này rõ ràng là câu điều kiện này không, smile and say là một smile and say may I help you là một câu mệnh lệnh. Và vì vậy chúng ta sẽ dùng với câu điều kiện loại 0 và cái động từ ở đây chúng ta sẽ chia ở thì hiện tại đơn comes và A chính là đáp án của câu số 9. Các câu tiếp theo thì cũng khá là đơn giản. Câu số 10, câu điều kiện loại 2, chúng ta sẽ chọn D là đáp án của câu số 10. Câu số 11 cũng là câu điều kiện loại 2 và đáp án của câu số 11 là C. Câu số 12, câu số 12, đáp án của câu số 12 là B, would arrive là một câu điều kiện loại 2. Câu số 13, câu số 13 là hai câu đối thoại, hai người đối thoại với nhau. Thì ở đằng sau, ở câu thứ 2, ở trong lời đối thoại thứ 2 chúng ta có would have been là câu điều kiện loại 3. Cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D. Thật ra câu số 13 này câu không hẳn là một câu đố về một dạng câu điều kiện mà chỉ là một câu đố về một cách dùng thì trong tiếng Anh thôi. Và vì đằng trước chúng ta có hidden thì đằng sau chúng ta sẽ không thể nào mà chọn take hay taking hay took được mà chúng ta sẽ phải chọn là taken. Câu số 14. Câu số 14 thì sao? Câu này các bạn có thấy lạ hay không? Bởi vì là trong câu này chúng ta không có if, cũng không có unless, cũng không có bất cứ cái gì thể hiện được là nó là một câu điều kiện cả. Câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại chắc chắn đến nỗi mà ông Wilson sẽ làm gì đó để giúp bạn? Nếu như mà tôi làm bạn thì tôi sẽ tự làm, sẽ tự tôi làm việc đấy. Đấy, và khi dịch ra này rõ ràng chúng ta đã có từ nếu thì ở đó rồi. Nếu như tôi là bạn, in your place, tức là nếu như tôi là bạn thì tôi đã tự làm việc đó rồi, thì chúng ta đã có ngay trong công dịch của chúng ta đã có câu điều kiện của nó rồi. Và chúng ta sẽ hiểu in your place chính là điều kiện chúng ta đặt ra. Và cái phần đằng sau I cộng với only on myself chính là mệnh đề chính của câu điều kiện. Và vì vậy chúng ta sẽ có câu là in your place. In your place. Chúng ta sẽ có cụm in your place.
thì sẽ bằng với if I were you. Nếu tôi là bạn, nếu tôi ở trong cái hoàn cảnh của bạn đây, hoặc là nếu tôi là bạn ở đây, thì đấy chính là cái cách hiểu của chúng ta về câu số 14. Và khi mà chúng ta đã hiểu được là cái cụm từ in your place chính là bằng từ if I were you, thì chúng ta sẽ dễ dàng là nhận biết được câu điều kiện này chính là câu điều kiện loại 2, và đáp án của câu số 14 chính là đáp án A. Câu số 15 cũng là một câu điều kiện loại 2 và chúng ta sẽ chọn với A stood. Câu số 16 thì chúng ta sẽ phải chọn một cái mệnh đề để đặt vào trên, thì sẽ dễ dàng nhận ra được cái mệnh đề chính của chúng ta chính là một câu mệnh lệnh. Nó chỉ thêm cái từ please vào để cho nó nghe có vẻ lịch sự hơn thôi, nhưng bản chất của nó chính là một câu mệnh lệnh. Và vì nó là một câu mệnh lệnh, chúng ta có thể xác định được là đây là câu điều kiện loại 0 và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Câu số 17. Các bạn làm quen với Microsoft Word, các bạn không lạ gì với tổ hợp phím Ctrl S. Thì khi mà bạn ấn hai cái phím này với nhau thì rõ ràng là bạn sẽ lưu cái tài liệu của mình. Và cái cách hiểu như vậy thì chúng ta sẽ chọn là câu số 17 là đáp án D, là câu số điều kiện loại. Câu điều kiện loại 1 là khi bạn ấn Ctrl S thì bạn sẽ lưu, thì máy tính sẽ lưu cái tài liệu bạn vừa sao cho bạn. Câu số 18. Câu số 18 là một câu tìm lỗi sai. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn thắng được cái giải thưởng này, thắng được cái giải nhất? Thì cái từ thắng là từ win đã được chia về quá khứ đơn là từ won rồi. Won rồi. Cho nên chúng ta sẽ xác định được câu này chính là câu điều kiện loại 2. Và từ cần chữa của chúng ta ở đây là do you do, chúng ta sẽ chữa thành what would you do. Câu số 18 đáp án là A. Câu số 19. Câu số 19 từ meet ở hiện tại đơn. Vì vậy chúng ta sẽ chọn được câu này là câu điều kiện loại 1 và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Câu số 20. Câu số 20 chúng ta đọc lại cái cụm từ in my place. Tuy nhiên câu này có một chút khác biệt. Khác xa so với câu số 14. Đó là in my place đây không có nghĩa là if I were you hay là if anybody were me. Chúng ta phải đọc cái ngữ cảnh đằng trước thì chúng ta xác định được rằng là đừng có nói rằng tôi ứng xử như vậy là quá nhanh. Vậy thì cái từ ứng xử, cái từ acted ở đây là đã xảy ra trong quá khứ rồi. Vậy thì cái giả định đặt ra thì sẽ phải là một giả định đặt ra trong quá khứ. Và in my place ở đây thì chúng ta phải hiểu được là if anybody had been in my place, chứ không phải là were nữa. Tức là nó đã nằm ở trong câu điều kiện loại 3 rồi, chứ không còn là điều kiện loại 2 nữa. Bởi vì cái hành động của chúng ta đây là hành động đã xảy ra trong quá khứ, và chúng ta đang đặt giả định cho một hành động trong quá khứ. Vì vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án D để cho nó phù hợp với câu điều kiện loại 3. Và câu số 20 đáp án là D. Câu số 21, dấu hiệu nhận biết của chúng ta là had. Từ had ở đây là quá khứ đơn, thì chúng ta sẽ dùng với câu này là câu điều kiện loại 2 và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B, would go. Câu số 22, thì mình xin được nhắc lại là các bạn có câu hỏi gì hoặc là các bạn có một cái chủ đề nào mà hấp dẫn các bạn thì các bạn có thể bình luận vào ô box start
và để mình nếu như mà câu hỏi thì mình sẽ trả lời trong buổi ngày hôm nay luôn. Còn nếu như mà các chủ đề mới chẳng hạn thì mình sẽ cân nhắc để đưa nó vào trong cái buổi chia sẻ của mình đấy. Thì lúc nãy chúng ta đến câu số 22 rồi, thì ở đây chúng ta sẽ câu số 22 chúng ta sẽ bắt buộc phải hiểu nghĩa của câu. Bởi vì sao? Chúng ta có từ the traffic lights were red, tức là cái đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Thì cái việc chuyển sang màu đỏ này là đã là quá khứ rồi. Chúng ta không cần quan tâm đến cái từ she said nhá. Từ she said ở đằng trước là một câu tường thuật dùng từ say, được dùng ở thì hiện tại đơn, cho nên là các thì đằng sau chúng ta không phải chia. Cho nên phần she said ở đằng trước chỉ là một phần đánh đố chúng ta thôi, và chúng ta không cần quan tâm gì đến cái cụm từ đấy. Và chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái từ the traffic lights were red, tức là cái đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ rồi. Thì rõ ràng là cái việc đấy là đã xảy ra trong quá khứ mà, bởi vì were đã xảy ra trong quá khứ mà, thì chúng ta sẽ phải hiểu được là cái giả định này đặt ra về một hành động đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy chúng ta dễ dàng xác định được câu điều kiện này, xác định được câu số 22 là câu điều kiện loại 3, và đáp án của câu số 22 sẽ là đáp án D. Chúng ta nôm na mà hiểu rằng là nếu như mà mình xin lỗi, cô ta bảo rằng là nếu như mà cô ta nhận ra cái việc mà đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ rồi thì cô ta chắc chắn là đã dừng lại. Tuy nhiên thì có thể cô ta đã không dừng lại và cô ta đã gây một cái tai nạn nào đó chẳng hạn. Đấy, thì D là đáp án của câu số 22. Câu số 23, dấu hiệu nhận biết là từ were. Chúng ta sẽ chọn được điều kiện loại 2 là điều kiện trong hiện tại. Nếu như mà không có trọng lực thì mọi thứ có thể sẽ trôi nổi như này. Đấy. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có hai phương án đều có thể sử dụng được. Would float phương án A và would be floating phương án C. Thì tại sao mình lại nói hai phương án này đều sử dụng được? Bởi vì nó đều là dùng với would cộng với một động từ nguyên mẫu, tức là nó đều phù hợp với cái cấu trúc của câu điều kiện loại 2. Tuy nhiên, nếu như mà cả hai đáp án cùng xuất hiện thì chúng ta bắt buộc sẽ phải chọn đáp án C. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà không có trọng lực thì ngay tại thời điểm hiện tại thì mọi thứ sẽ đang bay nổi như này, sẽ đang trôi nổi như này. Và cái việc trôi nổi của tất cả mọi thứ đấy thì là chắc chắn là đang xảy ra nếu như mà cái điều kiện được thỏa mãn. Cho nên chúng ta sẽ phải dùng với đáp án C. Và câu số 23 đáp án là C nhá. Câu số 24, dấu hiệu nhận biết là từ lost. Vì vậy chúng ta sẽ chọn điều kiện loại 2 và B chính là đáp án của câu số 24. Câu số 25. Câu số 25 cũng là một câu khá đặc biệt. Từ kills ở đây chúng ta có một từ là từ xa sang kills, cái cụm từ cuối ở câu số 1 đấy. Thì kills ở đây có nghĩa là cái váy của đàn ông người Scotland. Và người ta bảo rằng là thật là tiếc bởi vì chúng ta không được mặc cái bộ đồ này. Và nếu như mà chúng ta mặc nó thì sao? Thì cái buổi liên hoan đấy chắc chắn sẽ rất là trông rất là bắt mắt hơn, trông rất là thú vị hơn. Thì đấy, thoạt nhìn vào chúng ta sẽ không nghĩ đây là một câu điều kiện. Tuy nhiên, cái giả định đã được đặt ra trong câu trước, và cái sự việc mà muốn diễn ra thì nó lại đặt trong câu sau. Và cái việc điều kiện ở đây thì nó không nằm trong một câu nữa mà nó đã nằm trong hai câu riêng biệt rồi. Vì vậy chúng ta sẽ phải thật là nhanh nhẹn, thật là phải sắc sảo để mà nhận biết được cái câu này. Thì khi mà chúng ta đưa hai câu này về một câu điều kiện thì chúng ta sẽ có là if we, câu số 22,
If we wear tartan kilns, the ceremony thì ở đây chúng ta có từ wear, ở đây chúng ta không chia, chúng ta để nguyên mẫu tức là hiện tại đơn đấy, thì cái từ đằng sau này chúng ta sẽ dễ dàng điền được là will look much nicer chẳng hạn đấy. Thì ngay từ cái câu đề chúng ta đưa được ngay về câu này, và khi mà chúng ta đưa được về câu này thì chúng ta dễ dàng xác định được là cái từ cần điền của chúng ta đây chính là từ will look. Câu số 26 thì cũng là một câu điều kiện loại không thôi. Let's go out. Và chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án của mình là đáp án B. Câu số 27 chúng ta có bắt gặp từ as long as. 27 mình sẽ đọc lên là câu số 25 nha. As long as. Thì từ này cũng có nghĩa với từ if, đồng nghĩa với từ if. Thì khi mà chúng ta xác định được là cái cụm từ này, hai cái cụm từ này bằng nhau thì chúng ta dễ dàng nhận biết được cái từ cần điền ở đây. Câu này có nghĩa là hãy, trước tiên thì hãy đồng ý rằng là cảnh sát nên tránh xa cái nơi này ra nếu như mà những cái người hâm mộ không gây rắc rối cho họ. Vậy thì cái từ should keep ở đây chúng ta hiểu được là đây là câu điều kiện loại 1 nhờ vào cái từ should keep này. Và vì vậy chúng ta sẽ chọn được cái từ don't make, đáp D chính là đáp án của câu số 27. Các bạn xin lưu ý cho mình là as long as chính là bằng if. Tuy nhiên thì cái nghĩa nó hơi khác một chút. Cái nghĩa của as long as có nghĩa là miễn là, miễn sao là. Thì cái bản chất của nó cũng tương đương với từ if thôi. Nhưng mà khi dịch ra thì as long as có nghe có vẻ là hấp dẫn hơn so với từ if chẳng hạn. Đấy. Câu số 28 nó giống với một câu mà chúng ta đã làm lúc nãy. Đây là một câu điều kiện hỗn hợp câu số 2 là một câu mà ở mình để if chúng ta dùng hiện tại, dùng quá khứ tiếp quá khứ hoàn thành, mà ở mệnh đề chính thì chúng ta lại dùng với mệnh đề của câu điều kiện loại 2. Tức là đây là một dạng của câu điều kiện hỗn hợp. Thì đa phần những cái câu điều kiện hỗn hợp thì ở mệnh đề if chúng ta dùng với loại 3, còn mệnh đề chính chúng ta dùng với điều kiện loại 2. Thì đấy là đa phần là như vậy. Chúng ta nôm na cái nghĩa của câu thì chúng ta hiểu là nếu như mà bạn không xem phim muộn vào tối hôm qua thì bây giờ có lẽ bạn không buồn ngủ đâu. Đấy. Và B, wouldn't be, chính là đáp án của câu số 28. Câu số 29 thì cái từ they'd be offended. Thì they'd be nghĩa là they would be. Và nhờ vào dấu hiệu đấy thì chúng ta xác định được câu này là câu điều kiện loại 2. Mà từ cần điền của chúng ta là từ didn't. A là đáp án của câu số 29. Câu số 30. Cũng là một câu điều kiện loại 2 nhờ vào từ would say đúng không ạ? Và vì vậy chúng ta sẽ chọn được B là đáp án của câu số 30. Câu số 31 là một câu điều kiện. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không cần phải xác định đây là câu điều kiện nào, chúng ta chỉ cần xác định được là chúng ta cần điền một cái động từ nào thôi.
dạng cái dạng nào của động từ to be mà thôi. Thì ở đây chúng ta several language, tức là một vài ngôn ngữ. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu ngôn ngữ này là số nhiều, đếm được. Và vì vậy chúng ta sẽ phải chọn được là language ở đây là phải có S. Language có S, language số nhiều. Nhưng chủ ngữ của chúng ta không phải là một số nhiều. Bởi vì sao? Chủ ngữ của chúng ta là việc biết. Cái việc mà chúng ta biết nhiều loại ngôn ngữ. Thì cái việc đấy chúng ta sẽ phải dùng với động từ to be chia ở số ít, chứ không thể dùng số nhiều được. Và vì vậy đáp án của câu số 31 là đáp án C. Câu số 32 là một câu sửa lỗi sai. Đằng sau ở mệnh đề chính chúng ta có từ will be. Thì câu này là một câu điều kiện loại 1. Và vậy chúng ta xác định được là cái từ sai ở đây là từ will reduce. Và chúng ta sẽ phải bỏ từ will đi. Thì câu này mới đưa về, mới là một câu điều kiện đúng được. Và đáp án A chính là đáp án của câu số 22, số 32. Câu số 33, từ wouldn't go thôi. Thì chúng ta sẽ xác định được là đây là một câu điều kiện loại 2. Và C chính là đáp án của câu số 33. Câu số 34, câu số 34 là chúng ta cần tìm một từ thay thế cho cụm từ cho mệnh đề đã được gạch chân. Và cái mệnh đề được gạch chân này là if, cho nên chúng ta sẽ không chọn, không thể thay thế cái từ mệnh đề này bằng mệnh đề because được. Bởi vì mệnh đề because là mệnh đề nguyên nhân kết quả. Thì chúng ta hai mệnh đề này là nó khác nhau hoàn toàn, chúng ta không thể nó thay thế được nhau, cho nên B sẽ là phương án bị loại. Còn A và C thì sao? Supposing cũng có nghĩa là if, nó cũng là một dạng của if, mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái dạng này ở trong buổi thứ ba nhá. Thì A cũng là một đáp án đúng. C, what he here, thì đây là một dạng đảo ngữ của câu điều kiện loại 2. Và C cũng là một đáp án của câu số 34 này. Và vì vậy chúng ta sẽ có đáp án của câu 34 chính là đáp án D, tức là cả hai phương án A và C. Đấy. Câu số 35. Câu này khá là phức tạp. Đối với một số bạn mà chị học tiếng Anh với mục đích là thi tốt nghiệp thôi, thì câu số 35 có thể là khá là một chút nâng cao ấy. Tuy nhiên thì không hẳn là quá khó đối với chúng ta, đúng không ạ? Câu số 35, mình xin phép được dịch qua, được điểm qua cái câu số, cái nghĩa của câu này nhá. Thì cái căn phòng, cái tòa lâu đài này nó quá là đồ sộ, đến nỗi mà không có một cái sự trang trí nào có thể làm nó trở nên mềm mại hơn được, trở nên lộng lẫy hơn. Thì cho dù nếu chúng ta có sơn cái tòa lâu đài này sang màu hồng, thì đó cũng là một cái điều bất khả thi. Chúng ta có cụm từ out of the questions. Ở đây chúng ta có bắt gặp cụm từ out of the question. Thì khi mà hiểu, trước khi hiểu được cái nghĩa bóng của cái cụm từ này, thì chúng ta nhìn vào đây, cái nghĩa đen của nó là ngoài phạm vi câu hỏi, ngoài tầm hỏi. Tức là một cái việc nào đấy chúng ta không nên hỏi, không nên đề cập đến, bởi vì nó ngoài cái phạm vi trả lời, phạm vi hỏi. Đấy, thì cái nghĩa chính xác của cái cụm từ out of the question này có nghĩa là bất khả thi hoặc là không cho phép. Và do đó là dẫn đến không nên tranh cãi vì một cái vấn đề nào đó. Thì ở đây chúng ta có bắt gặp cụm từ out of the questions với cái việc là chúng ta có sơn cái tòa lâu đài này sang màu hồng. Thì chúng ta sẽ thấy được là
Cái từ is out of question to be ở đây được chia thành từ is. Thì đây chúng ta sẽ thấy hai cái đáp án, hai cái phương án A và phương án C là khá là tương đương với nhau. Would paint và were to paint. Thì cái từ cái dạng ở cái dạng mà to be cộng với to verb cộng với to verb không ấy, thì chúng ta sẽ hiểu như là đây một là một cái hành động mà sẽ xảy ra, nhưng mà nó mang tính chắc chắn hơn so với cái từ would ở đây. Mặc dù hai cái câu này đều có nghĩa là sẽ xảy ra, nhưng mà cái này chắc chắn hơn, cái này ít chắc chắn hơn. Đấy. Thì mặc dù là chúng ta sẽ là sơn cái tòa lâu đài này màu hồng, nhưng mà chắc chắn rằng là of course. Thì cái từ of course đây chúng ta hiểu như rằng là nó nhấn mạnh vào cái việc mà chúng ta dù có sơn màu hồng hay không, thì vì vậy chúng ta sẽ chọn phương án were to paint, chính là đáp án của câu hỏi này. Và C chính là đáp án của câu số 35. Câu số 36. Câu số 36 chúng ta không phải là từ if nữa, mà chúng ta bắt gặp từ as if. Từ as if này cũng là một dạng khác của câu điều kiện. Tuy nhiên as if có nghĩa là cứ như thể là, cứ như là đấy. Thì anh ta, câu số 36 chúng ta hiểu là anh ta trông sợ sệt, sợ hãi đến nỗi mà anh ta vừa nhìn thấy ma. Cứ như thể là anh ta vừa nhìn thấy ma xong. Đấy. Thì cái cụm từ as if này thì mình cũng sẽ được phép đề cập đến nữa. Thứ ba, tuy nhiên thì mình cũng điểm qua một chút rằng là ở cái mệnh đề trước as if mà chúng ta dùng với quá khứ đơn, thì cái mệnh đề đằng sau chúng ta sẽ dùng với quá khứ hoàn thành. Và vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A là đáp án của câu số 36. Câu số 37. Câu số 37 thì chúng ta có từ had là dấu hiệu của câu này, và chúng ta sẽ xác định được là đây là câu điều kiện loại 3, và vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B là đáp án của câu số 37. Câu số 38 cũng là một dạng đảo ngữ rồi. Mệnh đề đằng sau thì là how would to behave, tức là chúng ta xác định được đây là câu điều kiện loại 2, và chúng ta sẽ chọn được đáp án D là đáp án của câu số 38. Chúng ta không chọn C nhá. Nhìn vào là chúng ta biết được là ở cái mệnh đề đằng trước này là chúng ta dù là thiếu if, chúng ta thiếu if và chúng ta thiếu một động từ chính của cái mệnh đề đằng trước. Và việc thiếu từ nào quan trọng hơn thì chắc chắn là phải thiếu động từ. Bởi vì trong một mệnh đề, trong một câu, chúng ta bắt buộc phải có ít nhất một mệnh đề, xin lỗi, ít nhất một động từ chính. Và câu số 38, thiếu if hoặc là thiếu động từ thì chúng ta cần phải bổ sung động từ. Và động từ chúng ta cần bổ sung vào đây là động từ were, mà were không có if thì chúng ta sẽ phải chuyển lên ở trước chủ ngữ, với ý nghĩa của nó rằng là nhấn mạnh, tức là chúng ta đảo ngữ cái câu điều kiện của chúng ta. Và vì vậy câu 38 đáp án của nó là đáp án D. Câu số 39, hành động nói dối này, telling a lie, là hành động đã xảy ra rồi. Chúng ta sẽ đặt điều kiện với một câu điều kiện loại 3, câu điều kiện dành cho hành động trong quá khứ. Và đáp án của câu số 39 là câu A. Câu số 40, chúng ta nhận thấy từ have got wet mà vẫn cần điền một từ ở trước đó nữa, thì chúng ta chỉ có thể điền được là từ would hoặc là could hoặc là gì gì đấy. Đấy. Thì chúng ta dễ dàng xác định được là câu này, câu 40 là câu định loại 3. Và vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A là đáp án của câu số 40. Mình xin được nhắc lại là chủ đề của tuần sau cũng là câu điều kiện, nhưng mà chúng ta sẽ dùng với đi với rather và wish. Would rather và wish, câu điều ước. Ừ.
Thì bất cứ một các bạn có câu hỏi thắc mắc không thì các bạn vui lòng gõ vào trong hộp thư box chat và mình sẽ trả lời ngay bây giờ luôn. Câu điều kiện thì là một cái dạng khá là cơ bản trong tiếng Anh. Gần như là trong bất cứ một cái đề thi tốt nghiệp hay là đề thi đại học nào thì đều có một cái ít nhất một vài ba câu liên quan đến cái cách sử dụng của câu điều kiện. Rồi vậy đây cũng chính là một phần khá là quan trọng trong cái việc ôn thi tiếng Anh của các bạn. Đấy. Các bạn có thắc mắc gì thì vui lòng để lại nhá, mình sẽ giải đáp đến mức có thể nhất của mình trong buổi ngày hôm nay luôn. Bởi vì sang tuần sau là chúng ta sẽ sang một cái hướng mới rồi, thì những cái câu hỏi về hướng cũ về cái phần IP này thì có thể là mình sẽ hạn chế hơn trong phần trả lời. Còn sang tuần sau thì chúng ta sẽ chỉ trao đổi với nhau qua phần would rather và wish thôi. Ở buổi thứ ba thì chúng ta sẽ đề cập đến các dạng khác của câu điều kiện. Tuy nhiên là trong buổi một này thì như các bạn đã thấy là bọn mình cũng đã điểm qua được khá là nhiều dạng của câu điều kiện rồi. Ví dụ như cái từ as long as chẳng hạn, hoặc là as if đấy, thì đấy là những cái dạng biến thể khác của câu điều kiện. Và những cái dạng như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau vào buổi thứ ba nhé. Thì nếu như mà các bạn không còn thắc mắc gì về chủ đề câu điều kiện về IF ngày hôm nay thì mình xin được kết thúc buổi giao lưu của chúng mình tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với chủ đề cũng là câu điều kiện, và chúng ta sẽ đi với would rather và wish. Chào các bạn.